Ok anh em ơi, và ngày hôm nay thì sau khi lên mất 81 anh em, ngày hôm nay cũng là ngày thống kim đầu tiên của con nhỏ đang Nam Kiến Anh tóc 81 á. Thì khả sẽ sau cho anh em một show xét đồ, ngày hôm nay được top 7 anh em. Đó. Nói chung là có khá nhiều anh em cứ hỏi đồ liên tục á, thì khả sẽ làm một video này tổng luôn nha anh em. Cho anh em xem xét đồ tổng luôn ngày hôm nay như thế nào nha. Xét đồ tầm này hôm nay thì sau trận thống kim ngày hôm nay thì mỗi bên cũng được hơn 30 mấy ạt tay anh em ơi. Hôm nay khả được top 7 nè, 45 mạng. Đó, 43k điểm. Phản đồ sơ. Nói chung là tầm này phải phát rồi bây giờ không phát rồi sao không có mạng đâu em ơi. Không có điểm nào em ơi. Hello trọng đình hòn nha, hello anh em mới vô. Anh em mới vô đã cho Khải một like ủng hộ chơi nha. Đây anh em xếp đồ Khải em ơi. Xếp đồng bàn nè. Đó, thì nhiều anh em xem vào này anh em sẽ hiểu nói rằng là tại sao võ đao mà không mang định quốc. Ok. Vấn đề đó thì anh em nhiều anh em nói là đúng rồi. Nhưng mà ở mà mang cái xếp định quốc nè thì server phải có gia truyền cặp phong, kháng tất cả, phòng thủ của Lý, rồi kháng băng, kháng lôi thì anh em đi gia truyền cặp phong kèm với xếp đường quốc là ok, là chuẩn men luôn, kèm với dây nhẫn linh nhạc, quên kiếm linh nhạc, rồi ngập bội cặp linh nhạc thì ok luôn, đó là chuẩn rồi. Còn ở phiên bản này, phiên bản đồ xanh em không có gia truyền cặp phong cũng như là không có ngập bội linh nhạc như nè, nên là Khải đang đi ăn bàn được tương ứng đại cái lượng kháng cao hơn như nè. Đó là kháng của Khải, và Khải đang có là 80 chậm và 80 chón từ nón thủ Lý làm chậm sinh lực lực, tay thủ Lý làm chậm sinh lực lực và phòng thủ Lý từ đại lưng sinh lực nỗ lực đó, thì Khải có 80 chậm đó và 80 chón từ đội dây tóc 39 và chón sinh lực cao kháng hỏ 30 chón và kháng hỏ sinh lực và kèm cây lôi sắc nội công 250 và kháng chón 50 nha nè, rồi kháng tất cả 5 từ trang sức và sinh lực 200 từ cái này mặt nạ nè, kháng cả 5 mặt nạ, còn đây trang sức 200 sinh lực và phòng thủ Lý 25 từ kỳ ấn và một cái phi phân kỹ năng một cấp, thì cái này phi phân một cấp này, áo một cấp là 2 cấp kèm với càn khôn. Kèm với càn khôn là 3 cấp. Hơn kèm càn khôn là 4 cấp. Đó, rồi kèm với sơn hà 3 nha nè. Sơn hà 3 1 cấp lên 5 cấp, kỹ năng cũng có 1 cấp nha nè. Kỹ năng cũng có nha nè. Hiện tại Khải đang có 5 kỹ năng cũng có. Đó. Thì bây giờ Khải sẽ lên phong độ đánh tuần này phong độ lên thiền cho anh em cho vui nha. Đó, sẽ đồ đơn giản vậy thôi nè. Phong độ. Đừng nhắn nữa, nó mu. Lên. Tiếp nữa thôi. Ôi, về đi 20 xu, vài đại. Ôi, nó đông. Ôi, hiểu nó đông. Ủa tổ này nó đứng cộng đồng quá. Hãy đi 20 xu. Anh em đi được đi 20 xu đi cho khỏe anh em. Ở đi 20 xu anh em ơi. Còn 1 phút 10 giây thôi anh em ơi. Đó, nhanh cho nó chậm cộng cho vui. Cho nó lên thiền nó đánh luôn nè. Đúng rồi. Cho nó lên thiền đánh nó luôn cho vui. Ừ nó đông mà. Tối nay nó đông quá chướng. Ý tiêu mình luôn. Ok đi còn 1 phút nha nè. Làm mấy bình máu. Làm mấy cái chuyên định lên thiền. 20 xu đi cho nhanh anh em ơi. Vế thành trung tâm đi 20 xu đi. Lên lên lên. Tầm 20 xu anh em ơi. Không không chăng được nó đâu, nó chặn cổng bên trong đông lắm, tối nay nó đông mà, đông vãi nồi luôn. Nó kéo giò anh em lại. Đừng tiếc 20 xu anh em ơi, 20 xu cho khỏi. Đây này. Rồi. Còn 35 giây nha anh em, 35 giây anh em. Mình đứng 6 giờ nè anh em Phật ơi. Nó có lên thì hai anh em mình hai bang cặp hai bên hai bang đánh vô thôi. Đó anh em cho anh em xem lại nha anh em ơi. Nếu mà có nhẫn nếu mà đi set mà cả set nhu tình thêm nhẫn kim quang là số cấp mà. Đúng rồi, nếu mà mang cả set nhu tình thì phải mang được một nhẫn kim quang nữa thì sẽ được số cấp nè. Nhưng mà lên số cấp thì nó cũng giỏi thôi mà lượng kháng là lại mất nè mày. Mang set nhu tình thì cái áo cái gia truyền thì nó không có kháng tất cả thì nó sẽ yếu lại nè. Nên là được cái này mất cái kia thôi. Được trọn vẹn cả hai thì khó nè mày. Nói trung tâm này 5 cấp là đặt mất rồi nè mày. Đặt mất 81 được rồi. Như hôm nay anh em cũng thấy rồi, tống kim top 7 đánh cũng khá là ok nè mày. 4 mấy mạng là ok nè. Tại vì tầm này cũng ít người nè. Đa số được cái nhóm nào đó có người mi chụp này nọ. Mình mới dồn đam là mình ăn mạng được cho đỡ đi lẻ lẻ khó ăn mạng lắm. Đây, cho anh em xem lại một lần nữa. Thì sẽ đang ban. Hiện tại khả đang lên thuyền phòng độ nha nè. Đã sẽ đang ban. Này, cho anh em xem lại lần nữa rồi chúng ta đi thiền nha. Đó. Rồi một áo nhu tình kỹ năng 1 cấp, phi phân kỹ năng 1 cấp, 2 kỹ năng kèm với càn khôn 2 cấp nữa là 4 kỹ năng, kèm với sơn hà 3 1 cấp nữa là 5 kỹ năng nha nè. 5 kỹ năng cũng có. Thiên điệu cực 5 cấp nè. Rồi chống phái 5 cấp thì chống phái 5 cấp thì mới đạt được tốc độ đánh nội 81 nha nè. Đó, làm như làm phải 5 cấp nha nè.
Rồi, nón thủ lý 120, bàn tay thủ lý 140, đai thủ lý 120. Thì lượng phòng thủ của Khải cũng khá là cao nè mày. Nếu Khải đi một mình thì lượng kháng phòng thủ Khải cũng được 75+1. Đó, đây là kháng một mình cũng được kháng khá ok. Đó, được đó là kháng lôi chưa có thôi nè mày. Nếu mà bận đồ đẹp nhất là phải nón phòng thủ 25+140, và tên thủ lý 25+140. Rồi được cái đai lưng này mang một món kháng lôi 30 nữa đẹp. Nhưng mà hiện tại sức đồ Khải chưa đạt đến mức đó nè mày. Đó, đây là Khải ba món phòng thủ. Rồi, đôi giày kháng họ chó một món, em mới coi quỷ chó. Rồi, đơn giản thôi. Rồi, anh em xem video sau đồ này thì đừng quên đỡ lại cho lần thay đổi này của Khải một like cho sản hội chơi nè mày. Ngày mai nếu có dịp thì Khải sẽ tiếp tục sau đồ những cái thủ tống kim cho anh em xem. Bữa giờ ít cái thời gian sau đồ quá, tại vì cứ xong là lên thuyền anh em, cứ xong lên thuyền á, nên không có sau đồ được nhiều. Nên thông cảm nha.